Những ngày này, trong khi nhiều nơi khác người dân điêu đứng vì thiếu nước để sản xuất, thì gia đình anh Bàn Văn Minh, xã Nơ Mờ Đia, huyện Crom Nô vẫn có thể bơm nước vào 4 sào ruộng lúa và tưới cho 5 sào cà phê. Do nằm gần khu vực kênh mương trạm bơm số 2, hồ chứa thủy điện Buôn Tu Sa nên nguồn nước khá thuận lợi. Hiện tại gia đình mình nhờ có tí thủy điện nước trạm bơm số 2 này mà xả về có tí nước đủ tưới. Có 4 sào lúa đây thì đủ tưới, còn thêm mấy diện tích cà phê thì hầu như cũng tạm tạm được. Để vừa đảm bảo cho việc phát điện vừa cung cấp nước phục vụ tưới tiêu ở vùng hạ du, công ty thủy điện Buôn Cốp đã vận hành các tổ máy thủy điện Buôn Tu Sa xả nước về vùng hạ du từ 15 giờ hàng ngày với lượng nước trên 90 mét khối một giây, liên tục trong khoảng 14 đến 16 giờ và lưu lượng bình quân ngày theo quy trình vận hành là hơn 60 mét khối một giây trên một ngày. Hiện các tổ máy luôn túc trực đảm bảo vận hành, điều tiết nước theo đúng kế hoạch công ty giao. Bắt đầu vào mùa khô ấy thì ban lãnh đạo công ty luôn chỉ đạo xuống và đưa ra các phương án để các nhà máy là luôn đáp ứng đúng theo các dòng chảy cũng như các lưu lượng xả cho hạ lưu theo đúng quy định. Công ty thủy điện Buôn Cốp hiện đang quản lý 3 hồ chứa gồm Buôn Tu Sa, Buôn Cốp và Serebok 3. Trong đó hồ chứa thủy điện Buôn Tu Sa là hồ đầu nguồn đóng vai trò điều tiết nước cho cả dòng sông Serebok. Hiện lượng nước về hồ Buôn Tu Sa khoảng 15 mét khối trên giây. Dung tích còn lại trong hồ còn hơn 210 triệu khối, chiếm khoảng 40% so với dung tích hữu ích. Để đảm bảo cung cấp nước cho hạ du trong suốt mùa khô năm 2024, ngay từ đầu năm, công ty thủy điện Buôn Cốp đã chủ động làm việc với các huyện dọc sông Serebok, hạ lưu nhà máy để hàng tháng cập nhật nhu cầu sử dụng nước của các địa phương. Từ đó kiến nghị với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia khai thác các tổ máy và nguồn nước theo phương án tối ưu để vừa đảm bảo nhu cầu cấp nước hạ du, vừa đảm bảo phát điện hiệu quả. Khảo sát cái nhu cầu sử dụng nước thực tế tại các cái trạm bơm nước cho phục vụ sản xuất cũng như là sinh hoạt. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã kiến nghị địa phương là có cái kế hoạch thời vụ chi tiết cho từng thời đoạn đến hết mùa khô. Thì căn cứ cái kế hoạch đó thì chúng tôi cũng đã có kiến nghị đến cấp trên cũng như là Trung tâm Điều độ Hệ thống Quốc gia khai thác để đảm bảo cái nhu cầu của địa phương. Hiện nay mực nước sông Crom Nô nói chung và đoạn phía hạ lưu các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sa, Chư Pông Krông đang sụt giảm. Mặc dù lượng nước xả về hạ lưu của các nhà máy vẫn đảm bảo theo đúng quy trình vận hành liên hồ, nhưng do mực nước sông thấp nên các trạm bơm lấy nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của địa phương bị hụt, không đảm bảo để lấy nước. Do đó địa phương cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng. Ngoài ra người dân cũng cần thực hiện các biện pháp ứng phó như nạo vét lòng sông, tạo kênh dẫn, tranh thủ bơm nước vào ban đêm khi thủy điện xả nước, lắp đặt trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước nhằm hạn chế thiệt hại đến sản xuất.